mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Share. Các bộ phim học đường Thái Lan luôn được rất nhiều người yêu thích bởi các câu chuyện chân thực nhưng lại xen những tình tiết mới lạ hấp dẫn, nói về thời thanh xuân của chúng ta. Mỗi bộ phim học đường của Thái Lan với các nội dung khác nhau đều nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả. Các bộ phim với dàn diễn viên trẻ, năng lượng và có diễn xuất tốt đã truyền tải được những ý nghĩa quan trọng của bộ phim. Hãy cùng Top Share tìm hiểu về những bộ phim học đường Thái Lan được yêu thích nhất trong video ngày hôm nay nhé. Ngoài kịch bản hấp dẫn về đề tài gian lận trong thi cử, cách làm phim độc đáo với những góc quay tinh tế, âm nhạc cuốn hút, Thiên Tài Bất Hảo còn được đánh giá cao bởi diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên, trong đó nữ chính Chu Timon thậm chí chưa từng đóng phim trước đó. Bằng tài năng và những mánh khóe quay cóp không thể tin nổi, Lin đã giúp những người bạn của mình vượt qua những kỳ thi khắc nghiệt, và những mánh khóe này cũng là cách để bộ tứ kiếm ra số tiền lớn. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về các thí sinh gian lận trong các kỳ thi, bộ phim đã tạo ra bối cảnh học đường với các bài kiểm tra cùng với các vấn đề xã hội như bất bình đẳng giới. Phim thứ hai, Mối Tình Đầu. Mối Tình Đầu kể về Nam, cô gái có bề ngoài bình thường, bị các bạn bè chọc là con người xấu xí. Ngày nọ, cô cảm nắng chàng Sean, cô quyết định thay đổi ngoại hình để xứng đôi vừa lứa với chàng. Nhưng Sean âm thầm thích Nam nhưng không dám nói vì anh biết Top cũng thích Nam. Kết cục của bộ phim tốt đẹp khi cả hai cùng vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách để đến được bên cạnh nhau và hạnh phúc. Bộ phim thứ ba, Tuổi Nổi Loạn. Bộ phim Tuổi Nổi Loạn là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt lớn của điện ảnh xứ sở Chùa Vàng, đưa phim Thái Lan vươn tầm quốc tế. Tuổi Nổi Loạn xoay quanh mối quan hệ của các nhóm học sinh trung học đang ở độ tuổi dậy thì. Nội dung cả ba phần phim Tuổi Dậy Thì rất gần gũi, thực tế với đời sống học đường. Những câu chuyện của tuổi mới lớn như học tập, tâm sinh lý, tình cảm học trò đều được bộ phim phản ánh một cách chân thực. Các tệ nạn như bạo lực học đường, chuyển giới hay mang thai cũng được đề cập đến. Nhờ đề tài là các vấn đề nhức nhối, Tuổi Nổi Loạn đã thu hút được sự chú ý và quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Đan xen vào các drama nóng là thông điệp về tình bạn, tình thầy trò, tình cảm gia đình, triết lý học cuộc sống mang đầy ý nghĩa nhân văn cao. Thank you.
phim thứ tư, Cô gái đến từ hư vô. Cô gái đến từ hư vô là bộ phim truyền hình Thái Lan ra mắt đầu tiên vào năm 2018, gây tiếng vang lớn tại Thái Lan. Mỗi tập đều là một câu chuyện độc lập, tất cả đều diễn ra trong trường học. Ở mỗi nơi như thế, cô gái Nano xuất hiện hòa nhập vào cuộc sống của bạn bè, tìm ra những mặt tối của họ và dạy cho họ bài học nhớ đời. Mùa 2 vừa lên sóng vào tháng 5 năm 2021, được cộng đồng mạng chú ý. Ở mùa này, các tình tiết trở nên cực đoan, đen tối hơn, cũng như các hình phạt của Nano dành cho những người bạn cũng đáng sợ hơn. Sự xuất hiện của ác nữ Yuri, chị em song sinh phiên bản rắc rối của Nano bất ngờ xuất hiện, khiến cho tuyến truyện càng thêm cuốn hút khán giả. Bộ phim thứ 5, Nụ hôn định mệnh. Bộ phim tuổi teen nói về tình yêu của cô nàng hậu đậu, học lớp F dành cho chàng trai thiên tài lớp A đứng đầu nhờ chỉ số IQ 2000. Mặc dù tỏ tình với thiên tài không thành công, nhưng định mệnh lại khiến họ trở thành đôi oan gia chung sống cùng một mái nhà. Từ đó câu chuyện tình yêu không hồi kết của họ mới bắt đầu. Bộ phim được chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng Itazuranakis, Nụ hôn tinh nghịch. Trước đó bộ manga này cũng từng được các quốc gia khác chuyển thể thành phim như Đài Loan với bộ phim Thơ ngây, Nhật Bản với hai bản live action năm 1996 và năm 2013. Bộ phim Thơ ngây Hàn Quốc trong năm 2010. Bộ phim thứ 6, Chàng hoàng tử trong mơ. Phim tình cảm học đường Thái Lan hội tụ 12 anh chàng đẹp trai tài năng vượt trội, đại diện cho 12 khoa của trường. Phim này là chuỗi series những câu chuyện khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn của từng cặp đôi. Với đề tài tình yêu của tuổi học trò, ắt hẳn những bạn trẻ sẽ thích thú với bộ phim này, bởi dường như bạn chính là một nhân vật trong phim.
phim thứ 7, Nhật ký trưởng thành của Hot Face, ra mắt vào năm 2016, bộ phim kể về cuộc sống học đường của một nhóm thanh thiếu niên đang gặp các vấn đề trong đời sống xã hội trên web, nơi màn việc nổi tiếng trở thành mục tiêu chính của những cô gái trẻ này, những người không ngần ngại làm bất cứ điều gì cần thiết để thành thần tượng trên Internet. Câu chuyện này tuy hư cấu nhưng phản ánh đúng thực tế của giới trẻ hiện nay. Mọi thứ xung quanh Shangdan, một học sinh cố gắng hòa nhập với môi trường Next Idol của trường mình. Cô ấy yêu Park, một học sinh bình dân tuyệt vời. Phim thứ 8, Thiếu niên bạc tỷ, phim dành cho các bạn yêu thích kinh doanh. Bộ phim kể về câu chuyện có thật về Top Itipas, chủ công ty rong biển Taokeno. Thuở nhỏ, ông là một kẻ nghiện game, ham chơi và điều này khiến cho nhiều người lo lắng. Dù vậy, cậu Top mạnh mẽ, kiên trì trong cuộc sống. Top bằng mọi cách đã giúp công ty của nhà mình phát triển và tạo nên thương hiệu rong biển đóng gói Taokeno xuất khẩu. Đây là bộ phim học đường kết hợp với kinh doanh mà bạn nên xem. Bộ phim thứ 9, Tình yêu hoang dại, phim kể về quá trình trưởng thành của nhóm bạn nhóm máu ô của trường mỹ thuật. Từ những cá nhân trẻ tuổi có tính cách đối lập, họ đã trở thành nhóm hai bạn nam ba nữ thân thiết. Từ những người bạn thân thiết, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Thứ tình cảm này vượt qua mức của tình bạn thông thường. Theo đó, sự rạn nứt và xích mích dần dần xuất hiện trong mối quan hệ giữa bọn họ. Những xích mích mâu thuẫn xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho tình cảm giữa họ bị rạn nứt. Liệu rằng tình yêu có hóa giải mọi hiểu lầm, hàn gắn mọi khoảng cách, giúp năm người bạn sẽ thân thiết như xưa? Tình yêu hoang dại là bộ phim học đường Thái Lan hay và hấp dẫn. Thông qua bộ phim, bạn như nhìn thấy hình bóng của chính mình.
Bộ phim thứ 10, Cô nàng điện giật. Cô nàng điện giật là bộ phim xoay quanh cô bé trung học có cái tên Mayu. Mặc dù nằm trong nhóm người vô hình, nhưng cô nàng lại thầm thương trộm nhớ Fami, một hot boy đồng thời là ngôi sao thể thao của trường. Trớ trêu thay, mỗi lúc đứng trước Fami, tim của cô nàng lại đều tăng nhanh, và khi vượt mức 120 nhịp trên một phút, cơ thể của Mayu sẽ phát ra xung điện rất mạnh. Bí mật này không may đã bị Pong, cậu bạn cùng nhóm, phát hiện. Liệu Pong sẽ làm gì để giúp Mayu kiểm soát được việc phát điện này? Đây là top 10 bộ phim học đường Thái Lan được yêu thích nhất. Với mỗi người yêu phim Thái Lan, chắc hẳn đều biết đến các bộ phim tuyệt vời này. Mỗi bộ phim mang đến cho chúng ta những cảm xúc riêng, nhưng nó đều giúp chúng ta nhớ lại thời thanh xuân của chính mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.